tôi cảm ơn chị Rằng rất là nhiều. Qua có một người bạn chuyên về làm công tác từ thiện, có đến đây mà khi tôi đã làm cô Rằng ở bên khoa vật lý trị liệu đã giúp cho những trẻ em suy thận hoãn. Ngoài về vật lý trị liệu còn bổ sung thêm kiến thức cho các em nữa, dạy học cho các em nữa. Và từ đó là có một cái gạch nối giữa bộ môn thái cực quyền Vũ Xu quận 3 trực thuộc câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương, và đồng thời cùng đồng hành với tôi là đơn vị công ty cổ phần Sơn Việt Úc trong các năm vừa qua, trong công tác từ thiện cũng giống như là tài trợ cho những chương trình thể dục thể thao cho đơn vị bộ môn Vũ Xu Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là cái ngày cuối năm, thì trong bộ môn của tôi và cùng đơn vị công ty cổ phần Sơn Việt Úc, lý do là lãnh đạo hôm nay rất là còn công việc không tới được, và có cử người đại diện tới đây để mà phát những món quà cho các cháu. Và cũng là một cái điều đặc biệt, hồi năm ngoái cách đây 2 năm thì có hai cháu, cháu Quân và cháu Khương cùng vào đây mừng Tết cho các cháu ở đây. Các cháu năm nay thì không có về được ở tại Úc, cũng có gửi 50 phong bì lì xì, mỗi phong bì là 50.000 cho các cháu. Riêng công ty Sơn Việt Úc thì có gửi bánh, sữa và một cái mền để cho các cháu. Riêng bộ môn thái cực quyền Vũ Xu quận 3 trực thuộc câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương thì chúng tôi lì xì cho các cháu là mỗi cháu là 200.000. Bây giờ tôi xin mời thưa quý vị Thanh đâu rồi thiện ơi. Nhân ái vừa vật chất vừa coi như là kinh phí thì em không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm ơn anh Đông cũng như tất cả các anh chị cô chú ở đây đã dành thời gian quý báu của mình tới chia sẻ tình thương mến thương cho các em của bệnh viện chúng em. Và xuân về thì em cũng không biết nói gì, em chỉ kính chúc đây con em nào cách nhau nha. Rồi chúc con sức khỏe con ha.